Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ôi ôi là trời, Sammy SE ơi, Sammy SE. Sammy SE có thấy rằng á, là những cái hoa này á, rất là đẹp không? Hôm nay phong cận SE đã gọi là tới đây tận tình để chuẩn bị để tặng cho Sammy đó. Ủa thích lắm luôn hả? Trời đất ơi, tôi biết ngay mà. Trời đất ơi, tôi chuẩn bị á, là chỉ có đích thôi. Bây giờ Sammy SE có thích á, gọi là ngắm thêm những cái loại hoa khác không? Bây giờ tôi đi hái cho Sammy SE nha. Thích hả? Trời đất ơi, được rồi. Vậy thì bây giờ á, bà đứng yên ở đây nha. Tôi sẽ tới cái chỗ kia kìa để tôi lấy hoa về tôi tặng cho bà nha. Chịu không? Ok, bà đứng đây đợi tôi xíu nha. Bây giờ tôi sẽ đi hái hoa cho bà liền nè. Tăng 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 tăng. Ủa, cái gì vậy? Ủa, cái gì đằng kia vậy ta? Ê, Sammy SE, Sammy SE, bà lên đây nhìn nè. Có cái gì đằng kia kìa. Ê, Sammy SE ơi, Sammy SE, bà có biết cái chỗ đó là cái gì không vậy? Nhìn lạ quá. Bà có không biết hả? À, thôi được rồi, bây giờ tôi nghĩ là tôi với bà tới đó coi thử đi. Cái đó là cái gì nha, đi thôi, let's go. Cái gì đây? Một cái tòa lâu đài à, nè Sammy SE nè. Trời đất ơi, kẻ nào lại dám xây lâu đài bên trong cái địa bàn của chúng ta vậy hả? Tên này to gan đực đó. Sammy SE, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào bên trong để xem kẻ đó cuối cùng đang muốn định làm gì trong địa bàn của chúng ta đi nào. À, để ta xem rốt cuộc bên trong đây là cái gì nè. Cái gì vậy? Cái tên kia, ngươi là ai hả? Các ngươi không biết ta là ai sao? Xin tự giới thiệu, ta chính là Hất Ghi Địa Ngục. Hất Ghi Địa Ngục? Cái tên kia, tại sao ngươi lại dám xây cái lâu đài này bên trong địa bàn của ta hả? Địa bàn của ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đó làm vua. Và ta, tất nhiên là ta mạnh hơn ngươi rồi. Hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi dám tự nhận là ngươi mạnh hơn ta sao? Được rồi, hãy xem sức mạnh của ta đây. Ngươi nói cái gì cơ? Xem sức mạnh của ngươi sao? Để ta xem, ngươi làm được cái gì. Vậy thì bây giờ, hãy xem Hỏa Diễm Sơn của ta. Tưởng thế nào, yếu siêu. Phong cận SE cũng chỉ được như vậy thôi sao. Bây giờ ta sẽ bắt cóc Sammy SE. Đi theo ta nào. Lửa đâu quá vậy? Lửa gì mà đâu quá vậy? Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Trời ơi, chắc là có nhiều bạn nhớ mình lắm đúng không? Nhớ nhất là cái khuôn mặt đẹp trai của mình ở trong Minecraft cái gì. Trời ơi, không hổ danh là người đẹp trai nhất hero team. Cái gì, ôi Sam. Chị Sam. Cái gì, đã tại nghĩ sao mà mặt đẹp trai nhất rồi, trời thì ghê. Trời ơi, tôi là bạn trai của bà mà tôi không đẹp trai thì ai đẹp trai hả? Đỏ đẹp hơn, bây giờ mập như con heo rồi, ăn không à, không quay clip gì hết trơn á. Trời ơi, người vô duyên khen người ta câu cũng không được nữa. Hey, mấy bạn ơi, hôm nay mình có một cái điều này rất là đặc biệt muốn giới thiệu cho các bạn nè. Mấy bạn có nhìn thấy xung quanh mình là chỗ nào không? Đây, mấy bạn thấy lạ lắm đúng không? Lạ lắm đúng không? Trời ơi, xin giới thiệu với mấy bạn nha. Trời ơi, quên từ từ, khoan, từ từ hãy giới thiệu. Hãy cho mấy bạn xem thử cái này là chỗ nào đã. Đây, mấy bạn nhìn nè, đây là mấy cái ngôi nhà đó. Mấy bạn có nhìn, mấy bạn có đoán được cái này là cái gì không? Bạn đoán được gì không? Bạn comment thử đi các bạn. Bạn comment thử đi. Bạn nào comment đúng á mình sẽ thả tim nè. Rồi ok các bạn có 5 giây đi comment nha. 5 4 3 2 1 rồi hết. Xin giới thiệu với bạn, đây chính là làng Hero Team phiên bản mới. Đây đây đây. Ôi đẹp dữ vậy, sao tôi biết gì hết trơn vậy? Trời ơi, sao mà biết được hả? Mấy bạn
bạn đã nhìn thấy cái ngôi làng Hero Team của bọn mình, những cái ngôi làng cũ bạn sẽ thấy rất là nhiều đúng không? Bây giờ bọn mình đã có được thêm làng mới nữa bạn. Đây mình sẽ review làng mới cho bạn xem nha. Thì tất nhiên rồi, tôi sẽ review nhà của tôi trước. Xin giới thiệu bạn, đây là nhà của tôi nè. Đấy, nhà của tôi hơi bị đẹp luôn nha. Thấy đẹp không? Thấy đẹp không? Ok. Còn bên đây là nhà của Sam nè. Đây, giới thiệu Sam, nhà của Sam. Ui đẹp vậy. Ủa sao nhà tôi có cái đầu của tôi nè, nhìn cân xỉu luôn. Đúng rồi. Rồi. Trên cái nhà của Sam là nó có cái đầu của Sam đó bạn. Còn nhà của mình thì có cái đầu của mình bên này nè đó. Còn bên này nè, xin giới thiệu với Sam, đây chính là nhà của Simmy và Kyron đó. Ôi trời, đẹp vậy. Ê Sam, bà nhìn nè, cái nhà của Kyron là nó có số 19 trên đây nè đó. Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi của Kyron nè. Hợp lý không? Đó. Rồi còn, ở bên này không? Còn nhà luôn. Ở bên này thì có nhà của Camui nè, nhà của Mr. Dịch nè, nói chung là rất là nhiều nhà luôn. Sắp tới bọn mình sẽ quay một cái video là chuyển qua làng mới, bạn hãy nhớ đón xem nè các bạn nha. Ok. À mà khoan đã, từ lại sao cho coi này nè, bên này nè. Nhà còn của ông hả? Dịch á, nhà của ông Dịch á là được xây ở giữa một cái hồ bơi luôn, thích ơi là thích luôn nè. Trời ơi. Nhưng mà sao kỳ quá mấy bạn ơi, tính ra nha là Dịch á thì Dịch ở ngoài hồ bơi nè, tính ra tôi với Sam cũng là cá mập với cá heo mà bọn tôi cũng sống dưới nước mà sao không được ở hồ bơi ta, buồn dễ sợ luôn á. Tôi hơi bị thích bơi luôn. Ai, buồn ghê. Thôi Sam ơi, bây giờ tôi nói bà nghe nè, bây giờ bọn nhà bọn mình không có hồ bơi á thì thôi bây giờ bọn mình bơi tạm cái hồ đi ha. Bơi thử coi cái hồ bơi mới của làng Hero Team mới coi nó có gọi là mát y như là cái hồ bơi ở làng mình đúng không ha, được không? Ok luôn, tôi chào okay, chắc ok ok trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn bạn ơi. Rồi Sam ơi, bây giờ tôi với bà đếm 1 2 3 xong rồi mình nhảy xuống dưới tắm biển nha, được không? Rồi ok, chuẩn bị sẵn sàng. Rồi chuẩn bị sẵn sàng nha, 1 2 3 nhảy. Cái gì vậy? Cái con gì vậy? Trời ơi, ở trong làng Hero Team mới vừa xây mà ai mua con gì về nuôi như thế ghê vậy? Trời ơi, con này kêu quái vậy á. Ủa? Xin giới thiệu với tất cả các người, tên của ta chính là Huggy Địa Ngục. Cái gì? Huggy Địa Ngục? Đợi xíu nha, để tôi bấm điện thoại để gọi điện cho Dịch coi ai nuôi Huggy trong làng. Huggy Địa Ngục là tên. Ủa, nuôi là pet của con nào vậy? Ngươi dám đùa với ta hả? Ngươi đang đứng đối diện với một con Huggy Địa Ngục đáng sợ như ta mà ngươi Dịch lại dám nói vậy hả? Ủa, Huggy Địa Ngục, đáng sợ. Ủa vậy là ngươi là quái vật hả? Ngươi còn cái gì đó? Từ nãy giờ ta tưởng ngươi là thú cưng của ai đó nên ta đâu biết đâu. Trời ơi, không có sao không, yêu quái chứ sao ngươi dám đánh phong cận hả? Ôi trời ơi, Sam ơi, cái con này đúng thiệt là yêu quái rồi, nó dám quýnh tôi mà nó quýnh cái đâu ơi là đâu luôn á Sam ơi. Ê, nhưng mà chứ sao? Nhưng mà ngươi tới đây làm gì hả? Ê, ta nghe nói là làng Hero Team vừa mới chuyển tới đây hả? Công nhận là làng cũng đẹp thật đó. Hôm nay ta tới đây để phá hủy hết tất cả ngôi làng này, cũng như là tiêu diệt hết tất cả thành viên Hero Team. Cái gì? Tiêu diệt thành viên Hero Team? Vậy là ngươi sai lầm rồi Huggy Địa Ngục à. Ủa ngươi không biết Hero Team là ai sao? Hero Team có nghĩa là nhóm siêu anh hùng đó, ngươi biết mà. Nếu mà ngươi muốn đụng đến Hero Team thì hãy bước qua sát của ta. Boy, bây giờ phải bắt cóc con Sammy này về lâu đài của mình mới được. Đi thôi nào. Phong Cận, tỉnh dậy đi Phong Cận. Hey, tỉnh dậy đi. Trời ơi, đau đầu quá. Ủa, đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tỉnh dậy, đau lên. Phong Cận nghe nè. Ủa trời ơi, ngươi xuất hiện ở trong làng này làm gì hả? Tính phá hủy gì nữa đúng không? Ôi trời đất ơi, phá hủy cái gì mà phá hủy hả? Cái tên này sao ngươi có nghĩ ta là người xấu hoài vậy hả? Ủa thì ngươi là Phong Cận SE, ngươi không phải người xấu, vậy là ngươi là người tốt tào lao. Thôi bỏ qua cái chuyện đó đi. Ôi trời đất ơi, ta đang có cái chuyện này cứ là gấp cần phải nói với ngươi nữa nè. Ủa mà tại sao, có chuyện gì mà ngươi lại kiếm ta? Ngươi nói đi. Sammy SE, cô ấy đã bị bắt cóc rồi. Ủa thì liên quan gì ba? Tính ra Sam với em thì bắt cóc, hai người đều là kẻ ác hết. Ta đâu có liên quan gì đâu, tiện ngươi tìm ta làm gì hả?
Ngươi dám nói gì? Ngươi dám nói không liên quan hả? Ủa chứ sao? Ngươi có biết rằng là Sammy SE của ta đã bị bắt cóc bởi cái tên Husky địa ngục không hả? Trời ơi! Ủa? Gì? Bắt cóc bị Husky địa ngục? Ủa ta tưởng các ngươi chung một đồng bọn với nhau. Ôi, nhưng mà ta nói ngươi nghe nè, Sammy SE bị Husky địa ngục bắt á thì càng tốt cho ta chứ sao, để cho các ngươi khỏi phá, khỏi gọi là quậy phá ngôi làng của bọn ta. Trời ơi. À, ta quên nói với ngươi một điều rằng là Sammy của ngươi cũng bị con Husky địa ngục bắt cóc rồi. Hả? À, gì? Sammy của ta cũng bị bắt rồi hả? Trời ơi, thì có gì? Thử kiếm đi. Ủa? À, cái gì? Sammy của ta cũng bị bắt rồi hả? Chứ còn cái gì đó, trời đất ơi, đó là lý do bởi vì sao mà hôm nay ta tới đây để kiếm ngươi nè. Sammy S nè, cũng như là Sammy, hai cô gái ấy đã bị thức ghi địa ngục bắt cóc rồi. Ai, sao? Trời ơi. Không được, trời ơi, ngươi trả Sammy lại cho ta, trả Sammy lại cho ta. Ê nè, ta nói cho ngươi nghe nha, ngươi đừng có nghĩ là hôm nay ta tới kiếm ngươi là ngươi có thể đánh ta nha. Ngươi đừng quên ta là SE đó. Ủa nhưng mà ngươi là SE, ngươi mạnh đến như vậy thì tại sao ngươi không đi giải cứu Sammy đi? Ủa mà ngươi tìm ta làm gì hả? Trời ơi, nếu mà ta làm được như vậy rồi thì ta đâu có cần tới đây. Cái tên Husky địa ngục đó, hắn có nguyên một cái tòa lâu đài luôn á. Bên trong cái tòa lâu đài đó toàn là thuộc hạ của hắn, cũng như là sức mạnh của hắn rất là kinh khủng, một mình ta không thể nào chống chọi lại được. Cũng đúng ha, tính ra thì một mình ta cũng không thể nào đánh lại được cái tên Husky địa ngục đó. Nếu như mà bây giờ ta với ngươi cùng nhau hợp tác lại với nhau thì có thể sẽ tiêu diệt được hắn và giải cứu được Sammy và Sammy SE. Trời ơi, tính ra đây là lần đầu tiên ta thấy rằng ta với ngươi phải hợp tác với nhau luôn á trời. Thôi được rồi, mệt quá. Được rồi, vậy bây giờ ngươi có biết cái tòa lâu đài của hắn đang ở đâu không? Tất nhiên là biết rồi, đi theo ta. Nhưng mà trước khi đi tới tòa lâu đài đó, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng, tại vì cái tên nó mạnh lắm đó nha. Được, yên tâm, chúng ta phải chuẩn bị vũ khí chứ. Rồi đi, nhanh lên. Đi theo ta nè. Wow, trời ơi, hóa ra đây chính là cái tòa lâu đài của tên Husky địa ngục sao? Thôi nhìn nó to, nó đẹp, dễ sợ luôn á trời. Nhưng mà khoan, tại sao mình lại khen cái tòa lâu đài của kẻ thù đã bắt cóc Sammy của mình chứ? Thôi, nhanh lên, không cần cái đe. Bây giờ bọn mình đi phải vô đó để giải cứu hai người đó mới được. Ôi trời, cái tòa lâu đài bự dữ á trời, mà nó đỏ chót luôn à trời. Nhìn mà đau mắt muốn chết luôn á. Ôi, cái màu này y hệt như màu của Kairon. Kairon mà thấy cái màu này chắc Kairon sẽ thích lắm luôn á trời. Ok, không cần cái đe. Bây giờ á, bọn mình phải vô hôm nay á hả? Ui trời đất ơi, cẩn thận nha. Ôi trời ơi, cái gì đâu mà cái tòa lâu đài. Ui, quái vật kìa. Sao có con quái vật gì mà nhìn cái nó ghê quá vậy, không cần cái đe. Nhưng mà bây giờ chắc là chúng ta không quan tâm tới nó rồi, nó cũng quan tâm đến mình đâu. Ừ, hình như nó không tấn công bọn mình kìa. Ơi, nó quay nhìn bọn mình kìa. Ui, chạy. Nhưng mà Sammy với lại là Sammy ấy nè, đang bị nhốt ở chỗ nào, sao mình biết được. Phong không cần ấy nè. Ủa, cái gì đây? Đây có một cái cổng dịch chuyển ở đây nè. Ủa, một cái cổng dịch chuyển. Có khi nào Sammy và Sammy ấy nè đang bị nhốt ở trong cổng này không ta? Khi nào vậy ông? Phong không cần ấy nè. Cũng có thể là như vậy lắm á. Bởi vì hắn ta không thể nào mà giấu hai người đó trong đây được. Hắn ta phải đem tới một cái chỗ khác để bí mật hơn. Hợp lý á. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng với Phong Cận SE, hai đứa bọn mình sẽ cùng nhau nhảy vô cái cánh cổng này để đi giải cứu Sammy và Sammy SE mới được. Ok, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Được rồi, vậy thì 3, 2, 1, đi thôi. Đi thôi. Oh my god. Trời ơi, mấy bạn ơi, cánh cổng vừa rồi nó dịch chuyển bọn mình đi xuống dưới địa ngục luôn rồi. Trời ơi, nguy hiểm thật sự luôn, mà sao rơi trên cao xuống xém nữa gãy chân luôn rồi á. Phong Cận SE, Phong Cận SE, bây giờ bọn mình phải làm gì đây hả? Ôi trời đất ơi, cẩn thận kìa, phía trước của chúng ta đang có rất là nhiều quái vật luôn kìa. Ôi cái gì mà có quá trời, mấy con nhìn như mấy con thằn lằn vậy, nhìn ghê quá à. Ê Phong Cận SE, ngươi có mang hay vũ khí gì không? Hồi nãy ngươi kêu ngươi chuẩn bị mà. Tất nhiên là có rồi, tiêu diệt cái con này đã. Quýnh đâu. Ôi, nguy hiểm dễ sợ luôn trời, đang nói chuyện đừng có lao tới. Ôi, Phong Cận SE, ngươi có vũ khí gì mà mau đưa cho ta đi. Súng nè, đây, kiếm được rồi. Nè. Đầu tiên á, là bây giờ á, ta có cái cây cúp này nè, ngươi cầm cái cây cúp này trước đi. Cúp, rồi, còn gì nữa không? Thứ hai nữa là ta sẽ có cái máy cưa này. Trời, cái gì chiến gì, máy cưa luôn hả? Ghê vậy, ui bơm nữa nè. Đây nè, đó, súng của ngươi nè, đó, cầm lấy đi. Xịn vậy ta, ui trời ơi, quá trời vũ khí. Ủa ngươi, ta nói ngươi nghe nè. Ủa bộ nhà ngươi, bộ nhà của ngươi nhiều mấy cái món này đó, sao mà tùm lum vũ khí vậy? Ủa thì nói chung là ta không có mấy món này, làm sao ta làm Phong Cận SE được, nên là ngươi bớt hỏi đi mấy câu đó đi, tập trung vô chủ đề đi. Ok rồi, để ta bây giờ ta sẽ sắp xếp lên nè, kiếm nè, cúp nè, máy cưa nè, bơm nè, súng nè, đó nhiều thứ quá rồi. Ok rồi, ta còn có thứ này nữa đây đó, ngươi phải cầm lấy thứ này đi chưa, thứ này là quan trọng nhất.
Hợp lý, hợp lý, đúng là anh em tốt. À không, ai thèm làm anh em với ngươi. Nope. Lần này ta ngươi chỉ hợp tác một lần duy nhất thôi nha. Ngươi nghĩ ta quan tâm hả? Thôi được rồi, hợp tác một lần thì hợp tác rồi. Okay. Chiến đấu rồi. Được rồi, chiến đấu rồi. Ai bay dưới đây toàn là quái vật gì thằng lằn lắm vậy? Ôi ôi, mấy con quái vật thằng lằn này nó khỏe quá, quýnh nó quýnh nó. Mày ơi, ui, ui trời. Này, quái vật thằng lằn nè. Nhưng mà mấy con này phải công nhận bọn nó là quái vật thằng lằn lửa ở bên dưới địa ngục hàng vậy đó. Đánh cái thôi là tôi bị cháy lửa nè. Ui, ui, Từ, bình tĩnh, bây giờ không cởi nè. Không cởi nè, ngươi hãy gọi là đánh lạc hướng chúng đi. Để cho ta dùng súng ngắm ta bắn. Nè, bắn tụi nó đi, nhanh lên, bắn tụi nó. Đây, bắn nè, từ, để đây dưới đi. Một con, trời, hồng quầy. Ê, trời, cây dính đây nè. Ui, tụi nó đánh ta đau quá, trời ơi. Để bắn từ, rồi, cây rồi, đi, nhanh lên. Chạy luôn, cởi bọn nó. Chạy luôn đâu? Đánh mày xuống dưới nè. Ôi, đây là có thằng lằn nữa nè. Ơi, dùng mấy cưa đi. Mày. Ấy cha, dùng mấy cưa nè. Thằng lằn nè. Trời ơi, bọn nó đông quá. Thằng lằn với chúng tôi nè. Ôi trời ơi, bọn nó đông quá trời đất luôn á. Rồi chạy. Phan tao vàng vô. Nhớ tao vàng vô chưa? Thôi biết rồi. Chạy đi. Thằng lằn với chúng tôi nè. Ơi, khoan từ, đường nào, bây giờ phải đi đường nào? Đường nào bây giờ ta? Ở đây không có đường lên rồi, Phong Cận ơi. Ở trên này phải không? Qua đây. Ui, đúng rồi, qua đây. Ôi, trời ơi. Cái này là cái gì đây? Ủa trời, hình như là phải... Có vẻ như đây là chỗ để bắt cua thì phải. Hình như là bọn mình phải bắt cua hay sao á. Ôi, ok, không sao, cái này là nghề của ta. Ngày xưa nha, ta có đi theo gọi là anh Siro của ta học bắt cua, cho nên ta bắt cua giỏi lắm, yên tâm. Ấy, ngươi nhìn ta nè, xem sức mạnh của Hero Team nè. Ai cha, rồi xong. Ta không cần đây, trời đất ơi, này ra dễ. Trời ơi, có ra dễ gì đâu, ta đâu có ra dễ đâu, ngươi nói kỳ vậy, nhìn ta làm lại nè. Lần này là ta mang đồ nhiều quá, cho nên ta bị nặng thôi với bộ. Ai, coi ta nè. Rồi, làm lại cho nó xem coi. Đó, ui, có nguyên thằng lằn bên đây nè, bắn nó. Mày. Ui. Rồi bên đây nữa nè. Ui. Cẩn thận nha, không cần ấy nè. Ui, để ta bắn con thằng lằn, Ờ, nó đâu rồi? Nó trốn rồi. Nó trốn mất tiêu luôn. Đây nè. Mày hả mày, một viên. Hay không? Ok, qua đây. Ui, rồi bên nào nữa? Ui, bây giờ phải nhảy qua tuốt bên kia luôn nè. Ngươi nhảy qua trước đi, Phong Cận ấy nè. Hey, đúng là cái tên Phong Cận này non được mà. Coi ta nè, 1, 2, 3. Rồi à, rồi xong luôn. Này thì non nè, ngươi xạo hả, trời ơi. Đúng thiệt là Phong Cận không biết gì hết trơn. Mình phải đào mấy cục này nè, hiểu không? Xong mình đặt đường mình đi qua. Trời ơi, dễ ẹt vậy mà cũng biết. Coi ta nè, đặt đường nè. Đó, trời ơi, đúng thiệt. Ghê. Ngươi là SE cho nên ngươi làm sao mà có não giống như ta được. Ngươi nói cái gì? Ê, thằng lằn. Thằng lằn nè. Ôi, bị cháy hoài luôn á trời. Mấy thằng lằn này ở khắp nơi luôn á. Ê, còn nè. Sao cái tụi này nó khắp nơi luôn trời. Chạy đi, Phong Cận SE. Trời, nguy hiểm quá. Qua đây. Ây cha. Ok. Ây da, cháy nữa. Ok, để ta bên này còn con thằng lằn nè. Để ta. Ủa sao bắn không được? Rồi xong hết bắn rồi, ta lấy súng ngắm. Mày. Một con. Mày. Hai con. Hay lắm. Đi qua. Ok. Ui trời ơi, cái chỗ này bắt cua hơi bị khó luôn á bạn ơi, thiệt sự luôn á trời. Không sao đâu, chỉ còn một đoạn nữa thôi, chúng ta sẽ vượt qua rồi. Ở khoan, từ bên này còn mấy thằng lằn à, để ta. Ê, mày tự té luôn à. Okay. Có thằng lằn tự té luôn. Tự té luôn á trời. Đây, nhảy xuống. Ui. Qua đây. Ui trời đất ơi, mất máu nhiều quá. Mất quá trời máu luôn á trời. Thiệt sự luôn á, bên này. Ui cha. Ok. Ui trời ơi, khó quá ta. Ui, có thằng lằn. Thằng lằn nè. Thầy luôn á, mấy con thằng lằn này đúng khó chịu luôn á. Mỗi lần nó đánh mình cái là mình sẽ bị cháy lửa á bạn, khó chịu. Trời đất ơi, cái khu này á nhiều quá vật đáng sợ quá. Không biết là sao MSD của ta nãy giờ có sợ không nữa. Trời ơi, tất nhiên là sợ rồi. Mấy bả là con gái mà, cho nên nhìn mấy con quái vật này phải sợ chứ. Qua đây. Ừ, nhất là con gái bạn, nếu như bạn mấy bạn nào mà con trai bạn cũng biết là mấy bạn nữ rất là sợ mấy con như là gián nè, thằng lằn nè, nhện nè. Trời ơi, mà Sammy rất là sợ nhện luôn. Không biết trong đây có quái vật nhện không trời. Ủa khoan từ, cái này là gì đây? Ủa, trước mặt là một cái lũ quái vật nữa kìa. Trời ơi, nguyên cái hồ là ba. Ơi, có con gì chạy qua kìa. Bắn nó.
mày người ơi. Đá trời ơi, con người đá trời ơi. Ok ok không sao, ta bắn đây, ta bắn đây. Mày ơi, để ta tiêu diệt hết cho. Đây, dùng súng ngắm bắn bọn nó đi, không cần ép nè. Mày nè. Để chơi súng ngắm cho. Mày à. Ôi trời ơi, cái súng ngắm này mạnh quá ta. Bắn con nào là chết con đó nè. Vũ khí của ta phải tối thượng như vậy mà. Trời ơi, hợp lý á Phong Cận ET ơi. Súng này hơi bị mạnh luôn á bạn, coi nè. Hui. Ôi. Hui. Ôi trời đất ơi, bắn phát nào chết phát đó luôn. Ghê quá vậy. Quá đỉnh luôn. Ơ nhưng mà khoan từ. Rồi chỗ này sao mình qua được ta? Ủa. Ờ ha, tính ra chỗ này đâu có chỗ nào bắt cua đâu. Ừ ha, tính ra chỗ này đâu có chỗ nào để mình bắt cua đâu, sao mình qua được. Ê Phong Cận ET, chắc chắn là cái này là lava giả đó. Ta tin này là lava giả, ngươi thử, ngươi nhảy xuống thử đi. Ủa sao ngươi khôn quá vậy, sao ngươi nhảy xuống đi mà ngươi bắt ta nhảy xuống? Ủa, giờ ta mà nhảy xuống á là còn gì để cho bạn xem nữa đúng không? Ngươi nhảy xuống trước đi. Rồi đúng rồi, thôi được rồi, coi như là ta cũng nể nang ngươi nên ta đi xuống cho ngươi coi nè. Ấy á, chạy nữa. Trời ơi, lava thiệt hả? Lava thiệt cho đòi. Thôi không sao, để ta suy nghĩ cách khác. Ủa từ từ. Ui, Phong cận cái đe. Nhìn đây, Ở bên trong này nó có cái gì nè. Ui, ta đoán là bên trong này nó sẽ có một cái gì đó có thể giúp cho bọn mình nè. Được, tránh ra. Đào. Ngươi đập ta đi, nhanh lên. Đào. Ta cũng không biết nữa, ta nghĩ cái này là một cái thuyền hay gì đó. Ui, máy bay. Máy bay kìa. Oh my god, nguyên chiếc máy bay luôn. Wow, hợp lý. Trời đất ơi, kẻ nào giấu cái máy bay trong đây vậy, đỉnh quá vậy. Vậy là chúng ta sẽ phải sử dụng máy bay để bay qua bên kia bạn ơi, hợp lý luôn. Được, cái này là nghề của mình biết bay máy bay nè. Ok, trời ơi, hợp lý, đó, đào ra. Ê, rồi ok, chiếc máy bay ngầu quá ta, dục mấy cái này đi. Ok, leo lên nè. Wow, Phong Cận ET, nhìn ta nè. Đỉnh chưa, trời ơi, ngầu chưa, ngầu chưa. À, bây giờ nha, để cho ta bay qua bên kia, xong rồi ngươi hãy tươi. Chạy ơi! Trời ơi, ngươi có biết bay không vậy? Trời ơi, thiệt luôn các bạn. Tính ra là mình bay máy bay kiểu gì mà trên máy bay bị cháy, sau đó rơi xuống lava luôn. May mà mình còn giữ nó lại được các bạn. May thiệt sự. Rồi ok, leo nè. Phong Cận ET, bây giờ ta bay qua nó trước, xong rồi ngươi tới bên ta nha. Rồi ok, nhất trí luôn. Rồi ok, để ta bay qua nó cho coi nè. Rồi, bay ra. Trời ơi bạn ơi, thời luôn á, té hai lần liên tiếp luôn, trời sao mà mình ngốc quá vậy ta. Tính ra bây giờ mình té thêm một lần nữa là coi như là mình ngốc thật sự luôn á, đại ngốc luôn á bạn. Thôi không sao, kệ, lần này chắc chắn sẽ được. Phong Cận ET, ngươi phải tin ta. Lần trời này ta sẽ rồi, thất vọng quá. Yên tâm, thất vọng cái gì, xem ta đây. Hay quá, đúng rồi. Yeah, đi được nè. Sao nó cứ chuối xuống vậy. Ai hay lắm Phong Cận. Ui trời ơi, ta mất quá trời máu luôn à. Ủa sao ngươi bay được vậy? Ủa thì ta có sức mạnh bay mà. Con thằng lằn nè. Trời ơi. Ủa tính ra ngươi có sức mạnh bay sao hồi nãy ngươi không cổng ta bay qua luôn cho nhanh. Ha. Quên. Trời ơi, cái tên này thiệt luôn cái vậy mà cũng quên. Thôi thôi đi nhanh lên. Phải giải cứu cho gọi là Sammy với lại là Sammy ADM mới được. Từ bên nào? À trên này. Trời ơi, vậy mà cũng không thấy nữa. Leo đây. Hi. Ủa từ. Ủa vậy là quá vô kìa, trời ơi. Thằng lằn nè, đây để ta, ta thích bắn bằng nó lắm. Ui, mấy con này bự quá. Ôi coi chừng nha, mấy con này bự lắm á. Ai da. Ui da, trời người đá. Trời ơi, ai da, con thằng lằn. Mày ơi. Ui trời ơi, mấy con này nó mạnh dễ sợ luôn á trời, cháy rồi nè. Chết à, mấy cái tên kia, chết đi. Ôi, thằng lằn nè, người đá đi. Người đá với chúng tôi. Ui, phải nạp đạn. Ui, người đá chúng tôi nè. Ui, thằng lằn. Ui, đâu rồi, còn con nào không? Ui, người đá nè. Người đá. Ui, thằng lằn. Người đá, ui ui, đông quá. Ai da, người đá. Sao mà thằng lằn nhiều quá vậy? Trời ơi, mày. Ôi trời ơi, thiệt luôn á trời, từ nãy giờ bị cháy hoài luôn á, mấy con quái vật này nhiều dễ sợ. Đi tém rồi, ôi trời. Phong Cận ET ơi, sao bên dưới này nó có mấy con gì to quá vậy? Mấy con này nó bự quá. Ôi, nó leo lên kìa. Leo lên kìa. Bắt đó. Mày ơi, ôi mày ơi. Ôi, con thằng lằn sau lưng. Ôi trời ơi, sao mà bọn nó đông dễ sợ vậy trời, bắn nó đi. Ôi cái con này nhìn cứ như con rùa nhá. Ừ thì nó là con rùa chứ còn gì nữa. Ui, người đá kìa, có chân. Mày người đá nè. Ôi trời, tại sao ngươi bắn ta? Cái trời sao nghĩ ra tao bắn nhầm trời.
Trời ơi, đúng thiệt á, là không phải sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu như con bò. Trời, có vậy hả mà cũng quýnh trúng người ta nữa. Ê, dám chửi tao ngu hả? Trời đất ơi, cái đó là lỗi kỹ thuật, tôi hiểu không? Lỗi kỹ thuật cái gì mà lỗi kỹ thuật? Trời, mà nó lên nữa kìa, nó lên nữa kìa. Bắn nó. Đúng rồi. Mẹ. Này thì con rùa nè, này thì con rùa nè, làm súp rùa luôn. Này thì con rùa nè, ok. Ui, người đá đã bắn mấy con bên dưới này luôn. Mày hả mày? Mày, hết đạn rồi, hết đạn rồi. Ui, à, bên đây có bơm nè, để ta chọi bơm đó. Mày á, chọi bơm nè, chọi bơm mày nè. Mày lắm. Ờ, đây, giờ ta mới phát hiện là có bơm đó nha. Ui, bơm nè, ui, bơm nè. Bơm nè, ui, sợ chưa. Tiếp, lên đây. Ui, tiếp rồi. Đây, người đá, ôi trời ơi, bắn không được, chọi bơm. Mày ơi. Này, này, đùa với chúng tôi à. Chọi bơm nè, ui. Chọi bơm nè, trời hợp lý quá, không cần SE ơi. Ui, chọi bơm nè, chết chưa? Thôi, một phát thì chết liền luôn. Cứu tôi, đã trại chủ đại sở hả? Ba ơi, đâu rồi, cứu. Cứu, trời ơi trời. Sammy ơi, tôi nè, Sammy. Sammy SE, chờ tôi tí nha. Trời đất ơi, Phong Cận ơi, nó bắt Sammy với Sammy SE trên đó kìa. Trời ơi, cái tên gì quên tiêu rồi. Anh Husky địa ngục. À, Husky địa ngục, cái tên đáng ghét này dám bắt Sammy, bỏ đói Sammy của ta, trời ơi. À, đây rồi, thấy hắn rồi nè. Husky địa ngục. Hóa ra là các ngươi sao? Vậy mà ta cứ tưởng ai. Các ngươi cũng giỏi đó. Không ngờ các ngươi có thể vượt qua được hết tất cả những cái bẫy của ta và đến được đây. Tất nhiên rồi. Ngươi nghĩ ta là ai? Hồi nãy ta đã nói với ngươi rồi, ta chính là Hero Team, là nhóm siêu anh hùng, chứ không phải là dễ bị ăn hiếp, dễ bị bắt nạt đâu nha. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi có thả Sammy với lại Sammy SE ra không hả? Vậy thì ta xem thử coi các ngươi sẽ làm được gì nào. Có giỏi thì nhào vô đây tiêu diệt ta nè. Ta lại sợ ngươi quá cơ. Vậy thì để xem coi ngươi sẽ làm gì nào. Có giỏi thì đánh đi. Đánh đi. Ê, trời ơi, quý thiệt quá. Trời đất ơi, cái gì vậy? Hắn ta đang phun lửa kìa. Nói giỡn mà làm thiệt luôn kìa trời. Trời ơi, cái tên này có mỗi cái chiêu phun lửa phun hoài luôn á. Đau quá. Phong Cận ơi, nghĩ cách gì thế nào? Nghĩ cách gì bây giờ hắn ta mạnh quá. Giờ vũ khí từ để ta sẽ dùng gọi là súng nắm bắn hắn. Này chết à. Ui. Trời ơi, lửa đau quá. Khổ quá. Tại vì cái tên này hắn ta mạnh quá, mấy cái viên đạn thường không bắn hắn được. Ý chết à. Trời ơi, cái bạn của ta không nhầm nhò gì hết nè. Ui trời ơi, bây giờ sao đây mấy bạn ơi, bạn có cách nào để tiêu diệt hắn không bạn? Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây các bạn ơi? Ủa đúng rồi, quên mất. Hồi nãy Phong Cận SE có đưa cho mình cái cây súng này. Ồ, nhìn cây súng này cũng khá đặc biệt nè. Để mình thử coi nó sẽ làm được gì nào. Wow. Trời ơi, cái cây súng này nó bắn được cái viên đạn hơi bị to luôn. Quên mất, mình phải lên mình tiêu diệt hắn hơn thôi, là Phong Cận SE là bị tiêu diệt luôn á. Ê, Phong Cận SE, cẩn thận nha. Để ta xíu, ta phải lẻn ra phía sau lưng hắn. Rồi, ok. Phong Cận SE, chạy đi. Nhớ là hãy đánh lạc hướng hắn nha. Ok. Nè, cái tên sức mạnh của ta đây. Ta đây nè. Trời, sức mạnh của Phong Cận đi. Wow. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà ghê? Phong Cận. Cái gì vậy? Tôi vừa mới tiêu diệt hắn đó. Wow. Trời ơi, ta còn không biết nữa. Trời, cái vũ khí của ngươi đưa cho ta mạnh ghê luôn á. Bắn một phát hộp thôi là hắn ta bay màu. Trời, lũng nguyên lỗ to đùng luôn nè. Trời ơi, cái gì mà ghê vậy? Gì mà ghê vậy trời? Wow, oh, không ngờ là sức mạnh của cái súng này kinh khủng luôn á. Ừ, kinh khủng thiệt luôn á. Ok, thôi được rồi. Bây giờ bọn mình phải giải cứu Sammy với lại Sammy SE thôi. Yeah, ok mấy bạn ơi. Vậy là cuối cùng thì mình cũng đã giải cứu được Sammy cùng với Sammy SE rồi mấy bạn ơi. Hey, vậy thì có nghĩa là mình với Phong Cận SE sẽ không còn làm bạn nhau nữa. Ê, đi ra. Ủa, đi. Mấy bạn ơi, bị gì không giờ tự nhiên mình đứng hai người này. Trời ơi, xấu quá. Yên tâm đi. Bây giờ á, nhiệm vụ lần này của ta với ngươi cũng đã hoàn thành xong rồi. Coi như là kể từ đây ta với ngươi không có bạn bè gì nữa. Thôi, Sammy SE, chúng ta đi thôi nào.
Ôi Sam ơi, bọn chúng biến mất nữa rồi. Hay, cái tên này. Hay, dù gì thì cũng cảm ơn ngươi. Nếu như mà không có ngươi thì ta cũng không thể nào có thể cứu được Sammy. Coi như chúng ta hòa nha. Thôi rồi Sam ơi, bây giờ mình về nhà. Tôi nhớ Sam muốn chết rồi nè. Tôi cũng nhớ vậy thôi. Bây giờ đem về nhà cho tôi ăn đi. Tôi đói bụng gần chết. Rồi rồi. Ok, bây giờ về nhà đi. Tôi sẽ làm món gì ta, heo quay nướng. Để gọi là đãi Sammy đó, mua thêm KFC đủ kiểu luôn. Đó, đi về thôi. Ok, trà sữa luôn, ok luôn. Ok bạn ơi, và coi như video của mình từ nãy giờ cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký họ cho Sammy nữa nha mọi người nha. Và đăng ký cho tất cả thành viên của Hero Team nữa nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Ai, cái tòa lâu đài của Husky địa ngục nè, hơi bị đáng sợ luôn á. Thôi, dạ.